chấn động, hé lộ 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được trời ban lộc lớn, cực may, cực đỏ, tiền bạc ùn ùn kéo về, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, bất ngờ giàu nhanh chóng mặt, tiền chất như núi. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, vốn mang mệnh thủy, đại hải thủy, có nghĩa là nước biển lớn. Do mang đặc tính của thủy, nên những người tuổi Quý Hợi thường là những người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Họ là những người rất thật thà và đôi khi trở nên quá ngây thơ vì họ nghĩ ai cũng giống mình. Nhưng một khi họ đã mất lòng tin và lên cơn thịnh nộ thì không gì ngăn cản được họ. Người tuổi Quý Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải độc đáo, tính tình ôn hòa, không bao giờ đẩy những người khác vào tình thế khó xử. Người tuổi Quý Hợi an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ đầy bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những khúc mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Trong suốt cuộc đời, họ luôn chân thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể họ bị thiệt hại. Một người bạn tuổi Quý Hợi luôn muốn giúp đỡ, tương trợ. Khi bạn gặp khó khăn, dù cho đó là sai lầm của bạn, thì người tuổi Quý Hợi vẫn không hề có ý trách cứ, mà luôn dốc lòng giúp đỡ. Người tuổi Quý Hợi cũng là người dễ tin vào lời nói và việc làm của người khác, do vậy dễ bị kẻ xấu lừa gạt và lợi dụng. Cùng nhìn lại quãng đường mà Quý Hợi đã đi qua. Kỳ thực, trải qua sóng gió của cuộc đời, Quý Hợi cũng tôi rèn ra con người mình một bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Quý Hợi luôn nhìn ra vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Quý Hợi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Với Quý Hợi, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh sáng mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Quý Hợi cũng hiểu được rằng, một đời người có thể phải gặp rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt lại có một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy ra khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng khinh mạt bạn, đơn vị làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạn. Hết thảy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo đong đếm thiệt hơn, lòng dạ hẹp hòi như thế sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Kỳ thực ở độ tuổi này, Quý Hợi cũng sẽ trở thành người dứt bỏ được nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, tự giải thoát mình khỏi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Quý Hợi thấy được rằng, nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động nhân không vọng động, người không động thì tâm không làm bậy, người động tâm rồi thì nhất định phải chịu đau đớn. Thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra, trong mỗi người đều có thể nhìn thấy sự bình yên từ bên trong bản thân mình và sự yên bình thật sự không dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Người nếu có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm, mà còn làm việc viên mãn hay không thì phải tùy duyên. Có như vậy tâm không phiền, ý không loạn nữa. Kỳ thực con người ai cũng vậy, Quý Hợi cũng vậy. Khi không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Chính vì tâm bạn không buông sôi nổi, vạn pháp suy tâm tạo,
Quý Hợi là kết quả của những gì mình nghĩ. Nếu như nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo bạn như hình với bóng. Kỳ thực, Quý Hợi là người có trí tuệ. Chính vì vậy, bạn hãy thổi bay những dấu uế của bản thân mình như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã và chất tạp, từng tí một, từng cái một và từng chút một. Hãy vững như bản thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời nói khen chê theo cách ấy. Chỉ cần tự khắc tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm vui hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Thực chất ở độ tuổi này, nếu nếm trải đủ cay đắng của cuộc đời, con người của bạn là tổng hòa của những kinh nghiệm, trải nghiệm, học thức và trình độ, nhân cách và tư duy. Tuy nhiên, thế nhân thích đánh giá người khác bằng những sai lầm trong quá khứ. Đừng quá bận tâm, bạn đã và đang tiến bộ. Sai lầm mà bạn phạm phải hay thất bại mà bạn gây ra không phải thứ dùng để đánh giá con người bạn. Để sự thành công cất tiếng nói thay cho bạn, để sự thành tựu là minh chứng cho nhân thế nhìn vào. Có lắm lúc với cá tính của bạn, bạn cũng chẳng thể hiểu biết, hay để tâm, hay đang sân hận, ai đang thù hằn mình đâu, nên cũng chỉ là lời nhắc nhở đơn thuần. Hãy cứ sống để mình mong, hãy cứ làm điều mình muốn, ai sân kệ họ, ai ghét mặc người. Một vài người đang giận dữ đối với bạn, thì bạn đang không vất vả hay khổ sở giống như những gì họ mong chờ. Hy vọng bạn sẽ luôn giữ được điều đó, cho họ thất vọng dài lâu. Trong những khoảnh khắc khó khăn, sẽ không ai xuất hiện để cứu bạn cả. Tự bạn sẽ phải đối diện với những vấn đề của bản thân mình. Giống năm Quý Mão vừa qua, nên tốt nhất nếu có lặp lại một lần nữa những trường hợp khó khăn, hãy tự cứu mình trước khi quá muộn, hoặc hãy tận dụng tốt cái năm Thuận Hòa 2024 này, để cuộc đời không một lần nào tiếp tục rơi vào hoàn cảnh một bể suy tư. Thỉnh thoảng hãy nhìn vào sự thật đơn giản. Bạn không cần quá tài giỏi hơn người, chỉ cần bạn kỷ luật và chăm chỉ hơn người khác. Với Quý Hợi, lười là căn bệnh trầm cảm. Nó triệt đi những cái tiềm năng của bản thân mình, vui với bạn, thú với bè, đam mê với những sở thích cá nhân, chỉ khiến tốc độ tự thành của bạn chậm lại. Bạn đừng quên, bạn muốn hưởng cái gì, muốn đặt chân đến nơi nào, chịu khó kỷ luật 4 năm trong các thời điểm quan trọng này. Những gì bạn được hưởng ở sau đấy, bạn sẽ không ngờ được đâu. Đầu tiên, chúng ta cùng xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, Quý gặp giáp bình hòa, ít bị ngoại cảnh tác động, tự chủ công việc làm ăn, thành hay bại đều do mình quyết định. Xét về địa chi, Hợi gặp thìn bình hòa, vận khí bình ổn, công việc làm ăn duy trì như cũ, ít sự đột phá lớn hay thành công rực rỡ. Tiền bạc có vào ra cân bằng, làm ăn buôn bán lúc lời khi lỗ, quân bình lại vẫn ở mức khá. Gia đạo hay sức khỏe đều không phát sinh vấn đề nào nghiêm trọng. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc, có xung đột hay mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao hay trong gia đình, ảnh hưởng xấu tới bầu không khí chung. Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, trọng bệnh không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tiểu kết, xét về can chi, ngũ hành thì 2024 khá bình ổn với tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Các phương diện cuộc sống duy trì như cũ, chưa có điểm đột phá nhưng cũng không quá khó khăn. Công việc làm ăn y án như cũ, nguồn thu nhập đều đặn. Gia đạo hay sức khỏe có phát sinh bất ổn nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Xem tử vi tuổi Quý Hợi, cả nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 theo sao hạn. Đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024 nam mạng Quý Hợi gặp sao Vân Hán chiếu mệnh. Vân Hán là trung tinh bao hàm cả tính chất tốt và xấu. Năm có sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình, chưa phải thời điểm có sự bùng nổ. Ngoài ra, đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, tháng 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, trong năm 2024 nam mạng Quý Hợi gặp hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Tiểu kết, năm có trung tinh chiếu mệnh báo hiệu công việc làm ăn của nam mạng Quý Hợi ở mức trung bình, cứ y án như cũ mà tiến triển, ít va vấp khó khăn hay trở ngại, có nguồn thu nhập ổn định, nhất là với người làm công ăn lương. Có
Còn với người làm tư hay làm chủ, tình hình kinh doanh, buôn bán cũng duy trì tốt, đảm bảo đời sống vật chất đủ đầy. Có điều năm này có điểm thị phi, nóng nảy mồm miệng mà gây ra tranh chấp, kiện cáo, hao tốn không ít tiền của. Trong nhà có chuyện không yên, lại còn hay bị phá phách, cây muốn lặng mà gió không ngừng, phải hết sức tỉnh táo và bình tĩnh xử lý mới có thể vượt qua. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Quý Hợi, Nam Mạng. Tam tai 2024, tuổi Quý Hợi, Nam Mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Quý Hợi, Nam Mạng phạm Kim Lâu Tử, hại cho con cái, không được tuổi xây nhà hay tiến hành cưới hỏi. Hoàng Ốc 2024, tuổi Quý Hợi, Nam Mạng phạm Hoàng Ốc, không thích hợp xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, Quý Hợi không phải là tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa hoặc cưới hỏi. Đối với nữ mạng Quý Hợi, theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, nữ mạng Quý Hợi gặp sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng Quý Hợi thì nhẹ nhàng hơn. Năm có La Hầu chiếu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, trong năm 2024, nữ mạng Quý Hợi gặp hạn Diêm Vương. Gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu, cát vận bị chiết giảm phần nào, công việc làm ăn gặp không ít khó khăn, tiền bạc khó kiếm lại dễ bị hao tổn, dễ dính dáng đến tranh chấp, kiện cáo, thị phi, tai ương, đau ốm bệnh tật, đi đứng hết sức thận trọng phòng tránh tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, nếu đang mang thai, quý bạn Quý Hợi có thể gặp bất lợi về chuyện sinh nở, hạn chế đi xa một mình. Trong năm gia đình có điểm tang chế. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng. Tam tai 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng phạm Kim Lâu Tử, hại cho con cái, không được tuổi xây nhà hay tiến hành cưới hỏi. Hoàng Ốc 2024, tuổi Quý Hợi, nữ mạng phạm Hoàng Ốc, không thích hợp xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm 2024, Quý Hợi không phải là tuổi đẹp để xây dựng nhà cửa hoặc cưới hỏi. Xem tử vi 2024, tuổi Quý Hợi, nam mạng và nữ mạng, theo vận niên. Xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Quý Hợi gặp vận niên, hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa vượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tín trong năm. Xét về phương diện sự nghiệp, năm 2024 sẽ là năm bình ổn, với những người làm công ăn lương, công việc không có quá nhiều biến động, thời điểm vận khí lên, đón nhận sự hỗ trợ của hai cát thần, chính ấn và chính quan, đương số có cơ hội khẳng định năng lực, dễ thăng tiến về địa vị hoặc tăng trưởng nhẹ về mức nương. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp tuổi Quý Hợi bắt tay và làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ, đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ, hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Hai cát tinh chủ đào hoa Hàm Trì và Bách Việt không chỉ mang tới nhân duyên cát lành, về chuyện tình cảm cá nhân, nó còn là chỉ báo cho thấy vận quý nhân khá vượng, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn, dù được người lớn tuổi giúp đỡ, khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, khi ổn định công việc vào guồng rồi nên mở rộng cũng chưa muộn. Dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bản mệnh cũng chớ nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác.
Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ, nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, một số thời điểm có tác dụng của ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Về phương diện tài lộc, nhìn chung tài lộc năm 2024 của tuổi Quý Hợi bình thường, không biến động mạnh, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy, không dư giả quá nhiều. Cục diện tương khắc với ngũ hành lưu niên, khiến công cuộc kiếm tiền làm giàu có phần trục trặc vất vả, chứ không suôn sẻ ngay từ đầu. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập cũ, nửa cuối năm có thể tăng lương nhẹ. Với người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Có điều con giáp này cũng chớ vội vàng mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa một lúc, làm gì cũng phải dựa vào tình hình thực tế, dựa vào nhu cầu của thị trường để phân bổ nguồn lực. Nếu nhắm mắt làm ngơ, rồi đây, đúng vào thời điểm vận xấu mà hao hụt tiêu tán, nên cẩn thận Quý Hợi nhé. Vừa làm vừa thăm dò thị trường, chậm nhưng chắc còn hơn nhanh mà thiệt hại. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, với số vốn ít trước, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt tử vi năm 2024, tuổi Quý Hợi có thêm tà phù cát tinh che chở, giúp phát huy và duy trì sức mạnh tuyệt đối của bản thân, đem tới nhiều việc tốt. Nhưng bản thân con giáp này vẫn phải nỗ lực, giành lấy thì mới thành công. Mọi việc bạn cần đi trước đón đầu, không nên kéo dài, để mọi thứ sang ngày mai, nếu không bạn sẽ rơi vào thế cạnh tranh bất lợi. Đồng thời, khi có thu hoạch tốt thì nên biết cách chia sẻ với mọi người, nếu không sẽ bị anh em bạn bè chơi xấu mà gặp tổn thất về tiền bạc. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm pháp luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa đấy nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, xem tử vi tuổi Quý Hợi năm 2024, Bách Việt và Hàm Trì đều là những cát tinh chủ về đào hoa, sẽ mang tới hỷ tín cho người tuổi Quý Hợi. Nam nữ dễ mở mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Đặc biệt là nam mệnh, được quý nhân xe duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn ngày một thấu hiểu cho nhau, những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực, mà chính là cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có người ấy ở bên cạnh bầu bạn và chia sẻ, bạn cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Trong năm 2024 này, nếu có thời gian rảnh rỗi, đôi bên có thể tìm cách gia tăng tình cảm. Hãy lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi du lịch để tạo thêm những ký ức đẹp, kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau. Đó chính là chất keo gắn kết mối quan hệ hai người thêm bền chặt. Về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Hợi lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Bởi như vậy, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao, phù hợp với thể trạng của mình. Quý vị thân mến, như trên đã tiết lộ, tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Quý Hợi về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch, để quý vị có thể có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Tháng phát tài đầu tiên là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tháng 3 âm lịch là một trong những tháng phát tài phát lộc, mang nguồn tiền dồi dào về cho những chú heo. Con giáp này may mắn được quý nhân chỉ đường, dẫn lối, chỉ dẫn cho những con đường đi tới thành công.
bản mệnh có những dự định của riêng mình, tự lên kế hoạch phát triển theo năng lực của bản thân, nay lại được người thân nâng đỡ thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, làm gì cũng dễ dàng đạt được thành công. Đặc biệt, có cát khí trong tháng, giúp khai thông rất nhiều dự án trì trệ, bế tắc, dường như đi vào ngõ cụt từ trước, việc lớn việc nhỏ đều đạt kết quả ưng ý, bản mệnh gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi. Cũng nhờ có vậy mà cả danh tiếng và tiền bạc của Hợi cũng đều tăng lên nhanh chóng, từ đó vị thế của Quý Hợi trong tập thể cũng ngày càng tăng. Tất cả là nhiều uy tín mà con giáp này đã gây dựng trước đây, nên được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên làm nhiệm vụ. Tháng mới cho bạn có nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó ngày càng khẳng định vị trí của bạn. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã giao hữu hảo, xuất hiện quý nhân giúp sức nhiều, bạn có được những sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Giai đoạn này, áp lực công việc của bạn giảm đi trông thấy, chỉ cần tiến hành mọi chuyện theo kế hoạch đã vạch sẵn, tận tâm, tận lực làm việc là không khó để chạm tay tới thành công. Tiền bạc dồi dào là điều không cần phải băn khoăn, tuổi Quý Hợi nếu có cơ hội đầu tư, kinh doanh thì đừng chần chừ, những khó khăn bước đầu không thể tránh khỏi, nhưng sẽ nhanh chóng có người mách nước cho thoát khỏi cửa ải gian nan, chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn sẽ đi được đến mục tiêu đã định sẵn. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng khởi sắc trông thấy, thị trường sôi động là lúc bạn mạnh dạn xúc tiến các kế hoạch của mình, may mắn gặp nhiều khách hàng lớn, ký kết hợp đồng có giá trị, nên tiền cứ thế đổ về túi của bạn. Người làm công ăn lương có thể mạnh dạn đề xuất tăng lương, với những biểu hiện xuất sắc của mình, tỷ lệ được lãnh đạo chấp thuận là khá cao. Dù xét về năng lực hay kinh nghiệm công tác, bản mệnh hoàn toàn xứng đáng, đã tới lúc bạn để giá trị của mình lên tầm cao mới. Trong tháng phát tài này, người tuổi Quý Hợi đếm tiền mỏi tay cũng không hết, thu về tiền nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng suy cho cùng, ông trời cũng chẳng thiếu công bằng, làm nhiều thì hưởng nhiều, bản mệnh chăm chỉ làm việc nên mới có được những điều hôm nay. Tháng phát tài thứ hai đó là tháng 6 âm lịch. Thoát khỏi những xui xẻo trước đó, bước sang tháng 6 này, tuổi Quý Hợi đón chào thêm nhiều niềm may mắn hơn, được tam hợp trợ mệnh. Quý Hợi đón nhiều tin vui bất ngờ về đường tài lộc. Xem lá số tử vi cũng cho thấy, bản mệnh công việc suôn sẻ, nhờ thế mà thu nhập chính có cơ hội tăng tiến rõ rệt, có thêm những khoản lương thưởng ngoài dự kiến. Việc kinh doanh theo đó mà phát triển không ngừng, bản mệnh được lộc trời ban, tiền bạc dư dôi, chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh không cầu tài mà tài lộc cũng tự tới, khách hàng tới tấp ra vào. Nhìn chung đây là tháng thuận lợi cho những việc như đàm phán, ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, đừng bỏ lỡ vận may đang có, hãy tập trung vào công việc của mình bạn nhé. Những người kinh doanh lúc này làm ăn, buôn bán, càng ngày càng thuận lợi, nhiều người may mắn tìm được mối đầu tư làm ăn đáng tin và có thể cung cấp các sản phẩm chất lượng cho mình. Thu nhập của bản mệnh lúc này khá dồi dào, nhiều người tuy rủng rỉnh tiền tiêu nhưng vẫn rất chăm chỉ. Họ đang cố gắng lên kế hoạch cho những kế hoạch sáng sủa hơn trong tương lai của mình. Những người làm công ăn lương, nhận được sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân lâm quan, có quý nhân chỉ lối, soi đường, nên con giáp này có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình, không lo u mê, lạc lối. Bản mệnh luôn có sự chuẩn bị kỹ càng và sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra, nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khả năng khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Bản mệnh nên lợi dụng sự may mắn mà cát khí mang tới để triển khai những kế hoạch, dự định quan trọng của mình. Ngoài những khoản tiền tiết kiệm cần thiết, hãy mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mình cho là khả quan, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi hành động sẽ giúp cho khả năng thành công được cao hơn. Về mặt tài lộc, thất xích gặp bát bạch là sinh nhập, hỗ trợ cho các cơ hội gia tăng tiền bạc cho con giáp tuổi Quý Hợi, tài vận hanh thông, nhiều người dễ dàng trở nên giàu có. Nhiều người gặp vận nên không còn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, những khoản đầu tư trước đây mang lại cho bạn khoản lợi nhuận đáng kể. Một số người tuy chưa thấy được lợi nhuận về ngay trong thời gian này, nhưng đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực, đáng để mong chờ. Tiếp nối từ vi tháng trước, những ai trước đây đang gặp khó khăn về tài chính đã nhận thấy được sự hỗ trợ từ một số người có kinh nghiệm, nhờ đó mà đầu tư sẽ có lợi nhuận, công việc thuận lợi, mang tới cho bạn thu nhập đáng kể,
để trang trải cho những khoản nợ của mình. Tháng phát tài cuối cùng, đó là tháng 11 âm lịch. Nửa cuối năm tài vận của con giáp này không được tốt cho lắm, song tháng 11 âm sẽ là tháng phát tài, giúp bản mệnh tìm lại được vận may trong việc kiếm tiền. Bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu nhập, nên tài chính ngày càng tăng thêm vững vàng. Dù cuối năm có nhiều việc cần phải chi tiêu, nhưng nhờ có thu nhập này, nên quý vị có thể thoải mái mua sắm, không phải quá khắt khe với chính bản thân mình nữa. Thời cơ kiếm tiền trong tháng cũng khá nhiều, nhưng nếu không biết cố gắng, không nỗ lực, thì e rằng cũng chẳng đi đến đâu. Hãy luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để chiến đấu, phải biết rằng chẳng có đồng tiền nào kiếm được là dễ dàng. Chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ trong cuộc sống thì mới có được. Bản mệnh có thể tìm hiểu trang thông tin đầu tư, kinh doanh để sử dụng khoản tiền dư dôi một cách hợp lý hơn. Tiền bạc muốn sinh sôi, nảy nở thì phải đi ra ngoài chớ để tiền rảnh rỗi nằm trong két sắt ngân hàng. Tuy nhiên, mọi chuyện cần phải tiến hành từng bước một thận trọng, không được đốt cháy giai đoạn, càng không được bóc ngắn cắn dài kẻo tới cuối cùng của thiên trả địa, tay trắng lại hoàn trắng tay. Về mặt sự nghiệp trong tháng này, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được trình ấn và thiên đức thỏa mãn, làm ăn bất cứ ngành nghề nào cũng được lộc trời ban, thuận buồm xuôi gió. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới cho quý nhân giúp bạn tìm xác định hướng phát triển. Dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi chăng nữa, bạn cũng sẽ dần dần hiểu thêm về các thế mạnh của bản thân, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác cho mình. Về tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này bạn không cần lo lắng phải đối diện với những khó khăn xung quanh bạn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn, mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Quý vị thân mến, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về cách hóa giải vận hạn năm 2024 cho tuổi Quý Hợi, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Quý Hợi, hóa giải sao Vân Hán cho nam Quý Hợi theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la cho nam mạng Quý Hợi năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng Quý Hợi, hóa giải sao La Hầu theo phong thủy cho nữ mạng Quý Hợi năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển,
cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tỉnh, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương cho nữ mạng Quý Hợi năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được lộc trời ban, tiền vàng ngập két trong 3 tháng tốt, năm Giáp Thìn 2024 này. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.